Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ra lệnh tập trận bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, Tổng thống Nga Putin dường như muốn thể hiện nỗi giận dữ trước những bình luận gần đây từ phương Tây về chiến sự Ukraine. Theo đó, hôm 6 tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông cáo cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã lệnh cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga chuẩn bị tiến hành diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật sẽ hướng đến duy trì khả năng sẵn sàng của quân nhân cũng như các trang thiết bị đối với việc sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật để phản ứng, cũng như đảm bảo chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Từ khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhắc nhở phương Tây về sức mạnh hạt nhân của Moscow, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ nước Nga. Cuộc tập trận của Nga diễn ra trong bối cảnh Steadfast Defender, cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ những năm 1980, đang diễn ra khắp châu Âu, bao gồm cả những khu vực gần biên giới Nga và những căng thẳng gia tăng giữa Moscow với phương Tây. Trong khi đó, trước nguy cơ Ukraine có thể mất các vị trí quan trọng trong cuộc xung đột với Nga, tại Kiev, Washington và Brussels, nỗi lo ngại ngày càng sâu sắc việc tình hình có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của quân đội Ukraine. Không giống như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đầu đạn hạt nhân có thể phá hủy toàn bộ các thành phố, các vũ khí hạt nhân chiến thuật được sử dụng để đối phó với quân đội trên chiến trường với khả năng ít mạnh mẽ hơn. Chúng cũng không phải là mục tiêu của các hiệp ước kiểm soát vũ khí giữa Moscow và Washington. Nga không công bố số lượng cũng như các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cụ thể. Theo Sputnik, những vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được phóng từ các hệ thống sử dụng cho các loại vũ khí theo quy ước, bao gồm hệ thống tên lửa Iskander-M, các tên lửa hành trình Kalib và KH-59, cũng như các loại tên lửa và bom do các phương tiện trên không chiến thuật và chiến lược của Nga triển khai. Các tàu ngầm tên lửa hành trình lớp Yorsen cùng một loạt hệ thống pháo theo quy ước, trong đó có các lựu pháo MSTS Akashiza, Zatsin-S, Pyong, Manka, Tiunpan, Đại Bác và Sung Cối. Đạn hạt nhân chiến thuật cũng có thể được trang bị trên các hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật của Nga, trong đó có hệ thống cố định A-135 đang bảo vệ Moscow, cũng như các hệ thống di động S-300 và S-400. Theo nhận định của giới quan sát, việc chuẩn bị tiến hành diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cho thấy Tổng thống Putin lại một lần nữa khua thanh gươm hạt nhân của nước Nga trước áp lực ngày càng tăng từ phương Tây liên quan đến chiến sự Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra lời giải thích cụ thể hơn, cho hay mệnh lệnh diễn tập hạt nhân mà ông Putin đưa ra là lời đáp trả những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và quan chức ngoại giao hàng đầu của Anh, Ngoại trưởng David Cameron. Gần đây, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ đưa quân đến Ukraine nếu Nga chọc thủng phòng tuyến của Kiev. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cameron lần đầu tiên khẳng định Ukraine được quyền sử dụng các loại tên lửa tầm xa mà Anh cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga. Ông Putin từng tuyên bố việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga là lằn ranh đỏ với Moscow. Thông báo tập trận của Nga đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phương Tây. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Patrick Ryder, gọi đây là hành động hoàn toàn không phù hợp. Phát ngôn viên NATO Farah Daglanla chỉ trích kế hoạch tập trận hạt nhân của Moscow là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Liên minh châu Âu EU đồng thời kêu gọi Nga ngừng leo thang. Học giả về lực lượng hạt nhân Nga ở Geneva, bà Ven Putvi nhận định Moscow từng tiến hành các cuộc tập trận như vậy nhưng hiếm khi công khai. Lần này, mệnh lệnh diễn tập của ông Putin được công bố rộng rãi ngay sau khi nó được đưa ra, nhằm phát đi thông điệp răn đe cứng rắn tới phương Tây. Học giả Putvi nói, đây là phản ứng tức thì và quyết liệt của Nga trước những sức ép từ phương Tây. Giống như nhiều lần trước đây, thời điểm của tuyên bố tập trận mới nhất từ Nga có thể quan trọng ngang với nội dung mà nó truyền tải, giới quan sát đánh giá. Những ngày gần đây, có hai ngày đáng chú ý đối với Tổng thống Putin là lễ nhậm chức của ông vào 7 tháng 5 sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 năm nay, cùng với lễ kỷ niệm ngày chiến thắng theo truyền thống vào ngày 9 tháng 5 nhằm đánh dấu thắng lợi trước Đức Quốc xã. Bình luận viên Laura King từ Los Angeles Times nhận xét, việc các cường quốc hạt nhân như Nga hay Mỹ tiến hành hoạt động đánh giá, kiểm tra kho vũ khí của họ là điều bình thường. Tuy nhiên, tuyên bố tiến hành tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sau bình luận từ những quan chức phương Tây lại là động thái ngoại giao bất thường. Bình luận viên King cho hay, vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ hơn và có sức tàn phá yếu hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân chiến lược, vốn được trang bị trên các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bom nguyên tử. Chúng thường được sử dụng ở quy mô nhỏ trên chiến trường, nhằm đạt được những lợi ích chiến thuật nhất định, nhưng mọi mối đe dọa hạt nhân đều có cách thu hút chú ý riêng. Lâu nay,
Lầu Năm Góc vẫn giám sát chặt chẽ tình hình hạt nhân tại Nga. Và trong suốt cuộc xung đột Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của Moscow. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng, quyết định diễn tập hạt nhân của Putin thể hiện mô hình phản ứng đã được Nga duy trì từ khi phát động chiến sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Nghĩa là bất kỳ động thái leo thang nào ở phương Tây đều sẽ đối mặt với động thái đe dọa hạt nhân từ Điện Kremlin, nhằm làm dấy lên mối lo ngại toàn diện về một cuộc xung đột giữa Nga với liên minh do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ Ukraine. Có một số quan điểm khác nhau về việc liệu những cảnh báo này có đáng lo ngại hay nghiêm trọng hơn những cảnh báo tương tự trong quá khứ hay không. Giảng viên nghiên cứu châu Âu Alexander Clarkson tại Đại học Hoàng gia London cho rằng thông báo tập trận hạt nhân không phải thông điệp chính sách được hiệu chỉnh cẩn thận của Nga. Giảng viên Clarkson viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân là điều mà Tổng thống Putin và một nhóm nhỏ các quan chức quốc phòng của ông luôn nghĩ tới mỗi sáng. Tuy nhiên, thông báo của Điện Kremlin có thể là cái cớ để những người phản đối phương Tây mở rộng viện trợ Ukraine tiếp tục khẳng định tiếng nói của mình. Trong cuộc tranh cãi kéo dài tại Quốc hội Mỹ về viện trợ quân sự cho Ukraine, các đảng viên Cộng hòa cực hữu nhiều lần cáo buộc chính quyền Biden và các đối tác phương Tây khác của Ukraine đang đùa giỡn với lửa hạt nhân khi không ngừng hỗ trợ Kiev. Những bình luận mới nhất về vũ khí hạt nhân cũng được đưa ra vào thời điểm Kiev đang gặp khó khăn trên chiến trường, dường như nhằm gieo rắc tâm lý nghi ngại trong nội bộ Ukraine. Theo giới quan sát, chiến dịch phản công mang nhiều kỳ vọng của Ukraine đã thất bại vào mùa hè năm ngoái. Giờ đây, khi thời tiết cải thiện, một số đồng minh và thậm chí cả một số quan chức quốc phòng Ukraine đã bày tỏ lo ngại về việc lực lượng Nga đang thúc đẩy chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm đột phá phòng tuyến. Thành phố Chasovia ở miền đông Ukraine được đánh giá là vị trí dễ bị tổn thương, dù nó nằm trên vùng đất cao, thường có lợi cho phía phòng thủ. Trước sức ép của Nga trên tiền tuyến, Ukraine phản ứng bằng cách tăng cường các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm cắt huyết mạch năng lượng của Moscow. Trong những tháng qua, Nga phải chống đỡ hàng loạt cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ, thường do UAV tầm xa của Ukraine thực hiện. Mỹ đã yêu cầu Ukraine không sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tiến hành những cuộc tập kích như vậy. Nhưng các đồng minh thân cận khác như Anh không đặt ra hạn chế tương tự. Những ngày gần đây, Nga cũng liên tục lên tiếng phản đối đợt tập trận quân sự của NATO gần biên giới nước này với khoảng 90.000 binh sĩ tham gia. Và ngày trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mô tả các cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng là tín hiệu rõ ràng rằng NATO đang tạo tiền đề cho xung đột với Nga. Hôm 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo triệu đại sứ Anh tại Moscow Nigel Cassy để phản đối bình luận từ Ngoại trưởng Cameron về việc cho phép Kiev dùng tên lửa của London để tập kích Nga. Nếu được bật đèn xanh, Ukraine có thể phát động các cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình Storm Shadow, có thể gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với UAV. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đại sứ Cassy được cảnh báo rằng Nga có thể tấn công bất cứ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trong hoặc ngoài lãnh thổ Ukraine nếu Kiev dùng vũ khí Anh tập kích lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, thông điệp đe dọa hạt nhân hay tấn công cơ sở quân sự Anh của Nga dường như không phát huy tác dụng. Bộ Ngoại giao Anh đã bác thông tin đại sứ Cassy bị phía Nga triệu tập, cho hay ông chỉ gặp các quan chức Nga để trao đổi về ngoại giao, trong đó ông tái khẳng định sự ủng hộ của Anh với Ukraine. Ukraine cũng bác bỏ thông báo từ Nga rằng đây là một phần của chiến thuật quen thuộc mà Moscow nhiều lần áp dụng xuyên suốt cuộc xung đột. Phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine Andriy Zhusov nói trên sóng truyền hình quốc gia rằng chúng tôi không thấy điều gì mới, đe dọa hạt nhân là một hoạt động thường xuyên của chính phủ Nga. Dù vậy, cựu trung tá quân đội Mỹ Earl Rasmussen vẫn tỏ ra cảnh giác. Theo ông, thông báo về cuộc tập trận hạt nhân là cách Nga truyền thông điệp tới các lãnh đạo phương Tây rằng họ hoàn toàn nghiêm túc. Ông Rasmussen nói, họ không dọa xuồng. Nếu phương Tây leo thang vấn đề hơn nữa bằng hành động can dự trực tiếp, Nga sẽ trực tiếp giao chiến với họ. Ông nói thêm rằng, kịch bản trên hoàn toàn có nguy cơ dẫn đến việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông cảnh báo, điều này thực sự không tốt, nó sẽ đẩy căng thẳng lên cao hơn nữa và cuối cùng dẫn tới một cuộc xung đột hạt nhân tổng lực. Cựu trung tá quân đội Mỹ tin rằng, việc Nga phát đi thông điệp này nhằm ngăn các lãnh đạo phương Tây có những động thái can thiệp quyết liệt hơn vào chiến trường Ukraine, nơi Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ quyết tâm theo đuổi chiến dịch đến cùng. Ông Rasmussen, người từng làm việc trong quân đội Mỹ 20 năm cho biết, về cơ bản, Nga đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ chuẩn bị, họ sẽ huấn luyện, họ sẽ sẵn sàng nếu cần thiết. Họ không muốn dùng vũ khí hạt nhân nhưng sẽ bảo vệ nhà nước Nga. Ngày 7 tháng 5, các nhà phân tích Ukraine nhận định quân đội Nga đã ít sử dụng cầu Crimea. Vì vậy, Kiev không cần phải chú ý đến cây cầu này mà tập trung vào hệ thống đường sắt Nga đang xây dựng.
Các chuyên gia đưa ra nhận định sau khi quan sát và nghiên cứu những dữ liệu hình ảnh vệ tinh của công ty Masa Technologies Mỹ chụp lại. Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine đưa tin, giới quan sát Ukraine nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga đã không vận chuyển hàng hóa quân sự qua cây cầu Crimea trong vòng 3 tháng qua. Họ cũng đoán phía Moscow hạn chế vận chuyển hàng hóa, khí tài qua cầu Crimea kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, tức thời điểm quân đội Ukraine tấn công cây cầu này bằng thiết bị nổ. Giám đốc Cục An ninh Ukraine, cơ quan tình báo, thực thi pháp luật và an ninh chính của Ukraine, ông Vasyl Maliuk cho biết, trước đây Nga từng vận chuyển hơn 40 lượt hàng hóa, vũ khí mỗi ngày qua cầu Crimea. Tuy nhiên hiện nay, lưu lượng giao thông đã giảm còn khoảng 4 chuyến hàng vận chuyển bằng đường bộ và 1 chuyến hàng vận chuyển bằng đường thủy mỗi ngày. Trái lại, số lượng xe vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường vận chuyển khác qua khu vực Taman thuộc vùng Krasnodar cách cầu Crimea không xa lại tăng lên rõ rệt. Do đó, thay vì tập trung vào cầu Crimea, quân đội Ukraine nên dồn sức cho tuyến đường Melitopol, Berdyansk và Mariupol, nơi Nga đang xây dựng các tuyến đường sắt mới để kết nối khu vực do Nga kiểm soát với bán đảo Crimea và cuối cùng là dẫn về đất liền của Nga. Theo giới quan sát Ukraine, tuyến đường sắt chạy từ làng Yakimievka của thành phố Melitopol đến hai thành phố Berdyansk và Mariupol có thể sẽ được quân đội Nga khai thác và sử dụng trong đợt tấn công mùa hè sắp tới. Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin, tuyến đường sắt trên bao gồm 63 km được xây dựng mới hoàn toàn và 140 km được khôi phục từ hệ thống đường sắt có sẵn. Các quan chức Ukraine nói rằng Nga đang cố gắng xây dựng mạng lưới đường sắt ở miền nam Ukraine nhằm kết nối với nhiều khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Donetsk hơn. Cầu Crimea có vai trò rất quan trọng trong cung cấp nhiên liệu, thực phẩm cho bán đảo Crimea, lãnh thổ bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Cây cầu này cũng là tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine năm 2022. Vì vị trí chiến lược, cây cầu duy nhất nối bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga đã trở thành mục tiêu của quân đội Ukraine và đã trải qua hai cuộc tấn công lớn. Đầu tiên là vào tháng 10 năm 2022, các quan chức Nga xác nhận quân đội Ukraine cài thuốc nổ vào một chiếc xe tải và cho xe phát nổ khi đi qua cầu khiến nhiều người thiệt mạng. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2023, cầu Crimea một lần nữa bị tấn công và hư hại một phần. Những ngày qua, sau khi Ukraine được Mỹ viện trợ tên lửa tầm xa ATAC-MS có tầm bắn 300 km, nhiều người cho rằng cầu Crimea sẽ là mục tiêu.